Bóng đá nữ Việt Nam, chuyện lần đầu kể. Đây là tựa đề của bộ phim tài liệu có thời lượng 80 phút, dự kiến ra rạp từ ngày 18 tháng 10. Khán giả háo hức chờ đợi và dĩ nhiên người trong cuộc cũng hồi hộp bởi lần đầu tiên họ được nhìn thấy chính mình xuất hiện trong bộ phim đặc biệt. Bóng đá nữ Việt Nam tính tới nay đã kịp đi qua 3 thế hệ. Mỗi thế hệ đều có vai trò đóng góp riêng của họ, nhưng trong khuôn khổ hạn hữu của bộ phim, chúng tôi đã dành nhiều đất hơn cả cho thế hệ đầu, những người đã đặt nền móng cho bóng đá nữ Việt Nam từ thời còn là bóng đá phủi. Và đặc biệt là thế hệ thứ 3, các nữ tuyển thủ giàu ý chí và tài năng đã cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung lập nên kỳ tích, lần đầu tiên đoạt vé đến World Cup và lần đầu tiên quốc ca Việt Nam được vang lên ở đấu trường danh giá nhất thế giới, đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Nguyễn Thị Thắm chia sẻ. Những khoảng lắng xúc động. Nữ đạo diễn nói, với tôi, đây quả là một dự án định mệnh, vì đã 5 lần 7 lượt từ chối vì nhiều lý do. Nhưng đến khi bắt tay vào khảo sát, cuối năm 2022, xây dựng kịch bản, đặc biệt là khi được xuống sân cùng các cầu thủ để thực hiện những cảnh quay đầu tiên, đầu tháng 5 năm 2023, khi đội tuyển nữ thi đấu tại SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, tôi đã thực sự bị cuốn vào câu chuyện đầy đẹp đẽ và kịch tính. Và tôi đã hứa với các nhân vật của mình rằng, món quà tôi muốn dành cho họ nhân ngày phụ nữ Việt Nam là một bộ phim hài hước và hào hùng, xen lẫn những khoảng lắng đầy xúc động. Trong vô vàn những khoảng lắng đầy xúc động, có một khoảng lắng để lại ấn tượng sâu sắc cho đạo diễn. Chị hỏi các nữ cầu thủ, động lực chính nào đã làm nên sức mạnh chiến thắng ở các bạn? Câu trả lời cực kỳ ngắn gọn mà gói trọn vẹn mọi nỗi niềm, đó là gia đình. Đến hôm nay, tất cả lời hứa với ba em đã làm được hết rồi. Quả bóng đồng nữ Việt Nam Nguyễn Thị Bích Thùy nghẹn ngào chia sẻ với ekip làm phim về món quà lớn nhất mà chị dành cho người cha đã khuất. Hành trình đến với World Cup của bóng đá nữ Việt Nam được đánh đổi bằng nước mắt, bằng trái tim quả cảm, ý chí thép, niềm hy vọng chiến thắng, bằng tình yêu tổ quốc vô bờ bến. Những hình ảnh trên phim là hình ảnh thật ngoài đời, ở đó có những lời nói chân thật xuất phát từ trái tim của các nữ chiến binh. Tiền vệ Dương Thị Vân Dương Dương, ước mơ của bọn em cũng như của tất cả mọi người, và bọn em luôn khát khao nuôi dưỡng ước mơ sẽ được đặt chân tới World Cup. Vân và đồng đội đã cảm động thốt lên rằng, giây phút quốc ca Việt Nam vang lên trên đấu trường World Cup mãi mãi là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời họ. Một trong những nhân vật chính của bộ phim, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng tạo cảm xúc qua một triết lý giản dị với câu chuyện về bó đũa. Nếu cầm một cái đũa bẻ thì dễ lắm, nhưng nếu chập một bó đũa vào với nhau thì không thể nào bẻ được. Một tập thể mà trở thành sức mạnh như thế thì không có gì cản nổi. Khán giả cũng sẽ được xem, nghe, thấu cảm những tâm sự rất thật của nhiều nhân vật quan trọng khác. Đội trưởng Huỳnh Như kể về ngày chưa được gọi lên đội tuyển, em không bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Em sẽ mạnh mẽ, ngày nào đó em sẽ được đá chính thức. Tiền vệ Thanh Nhã mỏng mảnh mà không hề yếu đuối, mỗi lần bước ra sân, bọn em luôn không muốn thua bất kỳ đối thủ nào khác. Bọn em muốn để lại một cái gì đấy gọi là dấu ấn. Trung vệ Trương Thị Kiều nói về mình, em ở ngoài dễ thương lắm, nhưng ở trong sân em như con hổ vậy á. Tâm hồn trong sáng và khỏe mạnh. Điều tiếc nuối lớn nhất là ekip làm phim không có được visa để tới New Zealand tháng 7 năm 2023 để trực tiếp thu được vào ống kính những hình ảnh. Và thời khắc đáng nhớ nhất của bóng đá nữ Việt Nam trong lần đầu chạm tay tới World Cup, sau đó chúng tôi đã phải mua bản quyền của FIFA, nữ đạo diễn Nguyễn Thị Thắm chia sẻ. Đạo diễn này cho biết ngay từ đầu, khi xây dựng kịch bản, chị đã chủ trương loại bỏ yếu tố giới ở đây và hạn chế so sánh nam nữ, điều theo chị mới chính là tôn trọng bình đẳng giới. Tôi quan niệm mỗi giới, mỗi nghề đều có những khó khăn, vất vả đặc thù riêng, không thể đứng ngoài mà nói nghề nào vất vả hơn nghề nào, và đã chọn là phải chịu, phải lăn xả hết mình. Nhưng điều làm tôi quý trọng hơn cả ở các tuyển thủ nữ là trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng luôn mỉm cười một cách hồn nhiên và trong sáng nhất. Ngã cũng cười, chấn thương cũng cười, cả thua thiệt cũng cười. Vượt lên trên tất cả, ở các chiến binh nữ luôn toát lên tinh thần lạc quan phơi phới của những tâm hồn trong sáng, khỏe mạnh. Có cảm giác bao nhiêu vinh quang lẫn cay đắng đều không thể làm mất đi sự chân chất ở những cô gái đi lên từ nghèo khó. Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm nói về bộ phim đặc biệt của mình với một cảm xúc đặc biệt. Thưa tất cả quý vị, ngay lúc này tại khu vực trung tâm, ngay tại sân đấu của chúng ta, hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Thưa tất cả quý vị, một tràng tay thật lớn để cùng chờ đón. Và cũng xin chào đón sự xuất hiện của ông Trần Anh Tuấn là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Rất cảm ơn sự hiện diện từ phía của tất cả quý vị. Và hơn nữa là chúng tôi cũng rất là trân trọng và cực kỳ cảm ơn đến tới nhiều nhân vật, những con người giúp chúng tôi tạo nên nguồn cảm hứng để tạo nên những thước phim có giá trị sâu sắc, đậm đà hơn nữa. Và không ai khác, chúng tôi xin được mời lên sân khấu sự xuất hiện của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Xin được mời cầu thủ Huỳnh Như, xin được mời thủ môn Kim Thanh,
xin được mời cầu thủ Thanh Nhã và xin mời cầu thủ Bích Quỳ. Xin được chào đón sự xuất hiện của Vũ Minh Phi, các cầu thủ và thủ môn của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta. Xin tất cả quý vị, đó chính là một cảm hứng rất tuyệt vời của chúng ta tạo nên những thông tin rất đặc biệt của bóng đá nữ Việt Nam chuyển lên châu kế. Và cái lúc này thì Bích Quỳ được mời nhà sản xuất lên cân và đại diện của chị Thắng từ phía của ekip sẽ với những chúc mừng đã được cảm hứng tuyệt vời để chúng con có thể tạo nên được phim tài liệu bóng đá nữ Việt Nam chuyển lên châu kế. Sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nhiều từ phía của huấn luyện viên, cầu thủ và thủ môn đã chính là điều để chúng ta tạo nên những giá trị về tình cảm, về hành trình vượt qua những khó khăn, những đam mê và tinh thần của thể thao Việt Nam. Và một lần nữa dành cho bóng tay thật lớn để chúc mừng tất cả các bạn. Chính thầy chúng ta sẽ cùng tập trung vào khu vực sân bóng để nhìn thấy những gì diễn biến. Sắp sửa đây bóng tay sân bóng của sự kiện do chuyên đề của bóng Việt Nam truyền cho độ trẻ. Và thưa tất cả quý vị, chúng tôi rất vui khi một lần nữa ngày hôm nay được chào đón sự xuất hiện rất đông đủ từ phía của các chị khách mời, các chị nghệ sĩ cũng như các chị phóng viên báo đài đến đây. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho ekip của chúng ta. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Hoàng Đức Trung, xin được cảm ơn các cầu thủ và cô đội tuyển bóng đá Việt Nam. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn xin được mọi người.